đã lắng nghe. Cảm ơn sự chia sẻ của sóng 5 ạ. Và hiện tại bây giờ là các thành viên chúng ta đã rời phòng Zoom nhỏ để ra phòng Zoom lớn. Và trước khi vào nội dung chia sẻ của các xóm, thì sau đây xin mời cả nhà cùng thưởng thức một tiết mục văn nghệ đến từ anh Trịnh Ngọc Tiến ạ. Anh Tiến ơi, chưa có nhạc ạ. Anh chưa bật mic ạ. À? An Thư có thể hỗ trợ bật mic cho anh Tiến. Được nhá, Thư. Anh tắt mic ở một thiết bị nha, nó đang bị vang ạ. Được chưa em nhỉ? Dạ, được rồi ạ. Ok. Dạ, xin chào mọi người. Không hiểu sao tự nhiên nó lại trục trặc một chút như thế.
Thì xin chào tất cả anh chị em làng mình vào cái buổi hôm nay thì được sự chỉ đạo từ ban văn nghệ thì em xin phép được gửi cho quý anh chị làng mình một bài hát, một sáng tác của anh Hoàng Phúc dựa trên nền của bài hát Ca Dao Em Và Tôi. Thì em xin phép là để không mất thời gian của mọi người thì em sẽ hát khoảng nửa bài thôi ạ. Đây là bài nói về văn hóa học tập của chúng ta, gọi là bốn văn hóa học tập ạ. Xin cảm ơn cả nhà. Bút sổ cầm tay, bút sổ cầm tay ta tâm trung dù ghi hôm nay, dù ghi hôm nay bao điều sáng lòng quý giá, ta nay cùng, ta nay cùng lớp xây để lòng sáng. Ta vào nhai hiền gìn văn hóa thân tâm ta cùng tận tình dây ta sẵn sàng đứng ta nhiều đừng đứng phai ta cảm ơn giọng hát rất là ấm áp và truyền cảm của anh chị Ngọc Tiến ạ. Và anh xứng đáng vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ ạ. Trong khung chat đã có rất nhiều những bó hoa, những trái tim gửi tới anh chị Ngọc Tiến, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm của dân làng K3 sẽ được đưa ra trình làng. Và giống như vừa nãy đã chia sẻ ở sóng 2 đấy ạ, anh chị em nhà mình ở trong làng K3, nếu ai có năng khiếu về âm nhạc, có thể sáng tác hoặc là có thể hát các ca khúc thì chúng ta có thể đăng ký với đại ban phụng sự để chúng ta có thể vào nhóm văn nghệ ba gốc để có thể trình bày những cái tác phẩm mà do các anh chị trong làng K3 đã sáng tác trước đó rồi ạ. Và sau một thời gian chúng ta thảo luận để chọn ra những sản phẩm có ý nghĩa và đặc sắc nhất đem ra trình làng, thì sau đây xin mời chuyên gia Minh Thảo sẽ
điều phối cái phần nội dung trình bày các sản phẩm của các xóm ạ, và chữa bài tập cho các xóm. Xin mời chuyên gia Minh Hảo ạ. Rồi, em cảm ơn cả nhà. Ngày hôm nay thì em có vào sớm để đi lang thang năm xóm ngày hôm nay khá là rảnh rỗi. Ngày hôm nay thì sáng chủ nhật thì chỉ có Dung và Văn Hoàng Đắc thôi. Mà ngày hôm qua thì anh em di chuyển từ Nghệ An và xong chương trình ở trường Quỳ Hợp Nghệ An xong thì về đến phòng là 6 giờ và anh em có một tiếng để vừa di chuyển, vừa dọn đồ, vừa tắm giặt và vừa ăn. Thì có chị Nghi Quỳnh và chị Vinh Hương là đại diện trường Quỳ Hợp thì đón cả đoàn, và mặc dù đồ ăn phải dọn lên rồi mà anh em cũng không kịp ăn đâu cả nhà. Ngồi xuống chắc được 10 phút là xe đã chạy rồi, bắt đầu là gọi thì các chị lại gói đồ ăn cho mang lên xe. Thì đến đi chuyển ở bắt đầu xuất phát tại Quỳ Hợp là 7:30 và về đến Nam Định là về đến quê nội của em Hảo là vào lúc 12 giờ. Vượt rào xuyên tường thì về đến giường của anh em có thể lên giường được là lúc 1:30 1:30 sáng, cũng khá là rảnh rỗi và cũng rất là thong dong được vào Zoom sớm, khác hơn so với mọi ngày một tí. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến cái phần là chữa bài tập cho cả nhà mình, thì nó có ba, luôn luôn có ba nội dung. Một là chúng ta có thể là đến với slide của từng nhà một này. Hai là chúng ta có thể xem video tổng kết của cả xóm. Và ba nữa là vừa rồi chúng ta có một cái hoạt động đó là nhà văn hóa đọc. Thì chúng ta có thể là chia sẻ luôn cái ngày nhà văn hóa đọc của chúng ta. Là chúng ta đã tổ chức cái nhà văn hóa đọc và các cái liên minh văn hóa đọc như thế nào, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay thứ tự của mình sẽ là 24113 và hộ năm sẽ là cuối cùng nha cả nhà. 24113 và hộ năm sẽ là cuối cùng. Thì nhà mình có thể chọn một trong ba nội dung và chúng ta cứ ví dụ như là mình cứ chạy 2 này, 4 này, 13 và 5. Nếu mà nhà mình vẫn còn thời gian mà vẫn muốn ngồi tiếp thì nhà mình cũng cứ đi theo cái vòng 2, 4, 1, 3 và 5 đấy để làm gì ạ? Ví dụ như bây giờ em chọn nhà số 2 thì nhà mình có sản phẩm gì, thì nhà mình xóm số 2 thì nhà mình sẽ có sản phẩm gì, nhà mình sẽ chọn cái đó. Ví dụ như là mình muốn là slide này, hay là muốn video đúc kết, hay là muốn chia sẻ về cái việc mà chúng ta đã tổ chức nhà văn hóa đọc như thế nào, chúng ta chọn một trong ba cái nha. Chúng ta chọn một trong ba cái. Sau đó là nếu mà còn thời gian tiếp thì chúng ta sẽ lại tiếp tục vòng sau tiếp. Ví dụ như sang vòng 2 mà nhà số 2 cũng vẫn còn muốn nữa thì mình lại chuyển sang vòng 2. Nếu vòng số 3 nhà mình cũng vẫn còn muốn nữa thì nhà mình điện. Nhà nào mà có video chung và slide chung thì nhà mình chia sẻ một trong hai cái thôi nha cả nhà. Và mỗi xóm thì mình sẽ dành ra 5 phút hoặc là 3 phút cho sự chia sẻ. Mỗi gia đình thì chúng ta chỉ nên có 7 phút thôi. Và cái phần chia sẻ của chúng ta ngắn gọn bao nhiêu thì nó còn thời gian cho phần chữa bài, đúng không? Rồi bây giờ MC nào, gọi là nhà 2 của chúng ta đã sẵn sàng chưa thì chúng ta chuẩn bị nhé. Để sẵn sàng rồi thì mình chia sẻ luôn. Xóm 2 ạ. Rồi em đã nhìn thấy chị Hoa Linh giơ tay rồi. Ban tổ chức thì mình bảo mình cho chị Hoa Linh nha. Được gửi lời chào làng văn hóa đọc K3. Mình là Hoa Linh, thay mặt cho hộ 25 thuộc xóm 2. Xin được chia sẻ về những thành tựu mà hộ thành quả mà hộ 25 đúc kết được trong cái tuần vừa qua. Nhờ ban tổ chức có thể share giúp slide của hộ 25 không ạ? Rồi,
Vâng, Hộ 25 sẽ bắt đầu bằng câu chuyện về hành trình K3 của Hộ 25. Và chúng tôi có thể, đến thời điểm này chúng tôi rất thấu hiểu rằng sự học là sự nghiệp. Và rất là biết ơn ban tổ chức, ban phụng sự và cá nhân thầy Minh. Qua cái Zoom của ngày 20 tháng 4 thì chúng tôi rất hiểu là một cái quy luật bốn mùa ngay cả trong cái hành trình K3 này của chúng tôi cũng có xuân, hạ, thu, đông thể hiện rất là rõ. Lúc đầu tham gia với một cái sự háo hức, với rất là nhiều quyết tâm, nhưng cũng có trong hành trình cũng gặp rất là nhiều thách thức của mỗi cá nhân cũng như là của cả hộ. Nhưng rồi chúng tôi với tinh thần hiểu thương, hiểu được quy luật bốn mùa, vì vậy mà chúng tôi đến thời điểm này đã thực sự là hiểu thương và có cái sự đoàn kết. Vì vậy mà cũng muốn chia sẻ với tất cả các anh, các chị và các bạn rằng hành trình nào cũng không phải chỉ có hoa hồng, và có rất nhiều gai hoa hồng trong đó. Nhưng mỗi thành viên nếu mà với sự hiểu và thương, đấy là cái mà chúng ta đúc kết được trong hành trình này, thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi về đích với sự đoàn kết, với sự lan tỏa và với trách nhiệm. Chị ơi, chị có thể gửi lại cái phần nội dung bài tập của nhóm mình lên lên trong chat được không, để các bạn hỗ trợ. Hiền Thu share giúp gửi giúp chị này. Hiền Thu share được chưa? Cả nhà mình nhìn thấy màn hình em chia sẻ chưa ạ? Dạ, vâng, nhìn thấy rồi ạ. Ban tổ chức cho to lên giúp hộ mình đây. Vâng. Rồi, cảm ơn ban tổ chức. Với những nỗ lực của toàn bộ thành viên thì ngay từ đầu chúng tôi cũng đã xây dựng ra những cái nguyên tắc hoạt động của hộ. Và chúng tôi cũng thực hiện dựa trên 7 cái vòng tròn mà chúng tôi trong cái kế hoạch học tập của mình. Đấy là chúng tôi thực hiện việc thiền đọc sách, học Zoom sáng cùng với hành trình văn hóa đọc K3, hoàn thành các bài tập cá nhân mỗi ngày, chia sẻ những cái thành quả của mình, lan tỏa trong gia đình, trong cộng đồng, xây dựng được cái kế hoạch học tập và kết nối nâng đỡ đệ nhị thân của mình. Đây là một cái quá trình mà chúng tôi đã rèn luyện và nỗ lực cùng nhau trong mỗi cái ngày và mỗi một cái buổi học. Chúng tôi cũng xin được phép chia sẻ nhanh cái thành quả của từng cá nhân. Chúng tôi đúc kết và chúng tôi tôn trọng tất cả những cái thành quả của từng cá nhân, bởi vì từ cái góc nhìn của mỗi người khác nhau sẽ có những cái kiến giải khác nhau và những cái tích lũy khác nhau trong cái quá trình mà chúng tôi học tập. Tuy nhiên thì chúng tôi không có sự phán xét và chúng tôi luôn luôn tôn trọng tất cả những cái thành quả của mọi người đúc kết lại. Và chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của và sự tiến bộ của một cá nhân qua mỗi ngày. Vâng, xin mời ban tổ chức đẩy tiếp ạ. Thì các cái slide vừa rồi chính là đúc kết của từng cá nhân qua cái hành trình vừa rồi ạ. Còn cho đến slide 10 giúp em ạ. Vâng, qua slide này giúp em ạ. Slide. Dạ, đẩy lên slide 10. Vâng. Dạ, chị quay lại giúp em slide. Vâng. Và trên cái hành trình đó thì chúng tôi cũng đã đúc rút ra những cái giá trị chung để chúng tôi cùng nhau thực hành và cùng nhau đi trên cái hành trình tiếp theo. Đấy là chúng tôi lựa chọn một cái câu nói nổi tiếng của Franklin: học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ và thiên đường do người lương thiện xây dựng.
và chúng tôi đi theo 4 cái kim chỉ nan là mỗi thành viên đều phải cố gắng trong việc tự học, tự rèn mỗi ngày. Mỗi thành viên đều phải có tinh thần hiểu và thương cùng với nhau, và mỗi thành viên đều phải tự lập được kế hoạch và mục tiêu cho hành trình của mình, cũng như sau khi kết thúc hành trình, và mỗi thành viên đều phải cố gắng thực hành việc chia sẻ, lan tỏa văn hóa đọc theo cái cách của mình và theo cái trong cái nguồn lực của mình. Và hành trình này thì chúng tôi cũng chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là quả xanh, đó là chúng tôi phải hiểu được ban tổ chức để giai đoạn 1 giúp ạ. Hiểu rõ bản chất của sự tự học, đó là cái quan sát, phân tích và đúc kết. Về các cái phương pháp tự học thì chúng tôi cũng vận dụng theo cái quy trình là học hiểu hành. Sang đến giai đoạn 2 là giai đoạn quả vàng, thì chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để áp dụng những cái này vào kinh nghiệm dạy con này, kinh nghiệm về đọc sách này, kinh nghiệm về trong lĩnh vực chuyên môn, trong nghiên cứu và rèn luyện bản thân mình để thực hiện cái ba gốc. Và giai đoạn 3 đó là giai đoạn mà chúng tôi sẽ lan tỏa, là quả đỏ, thì chúng tôi sẽ lan tỏa những giá trị mà chúng tôi đúc kết được trong hành trình này đến với rộng hơn, là bên ngoài gia đình, là cộng đồng nơi mà chúng tôi làm việc, nơi mà chúng tôi liên kết với các tổ chức, và cũng xin được chia sẻ đến thời điểm này trong cộng đồng trong hộ của chúng tôi thì cũng rất là nhiều gia đình đã xây dựng lại cái tủ sách của mình, có thêm nhiều sách tinh hoa hơn, đã hình thành được những thói quen học tập trong gia đình với cả con cái hàng ngày. Và đặc biệt là với cá nhân tôi thì tôi cũng đã kết nối được với cả bạn Vân ở trong Trí tuệ Việt Nam để lan tỏa cái văn hóa đọc này đến phòng giáo dục của quận Ba Đình. Và trong 3 đến 6 tháng tới thì chúng tôi sẽ kết nối để cho Trí tuệ Việt Nam làm việc được với cả phòng giáo dục Ba Đình, đưa cái kế hoạch là 1.000 thầy cô giáo có thể tiếp cận được với cái văn hóa đọc của Trí tuệ Việt Nam. Và trong quá trình mà trên hành trình K3 này thì chúng tôi đã đúc kết ra những cái giá trị cốt lõi để mà nâng đỡ nhau và để đi được với nhau từ lúc đầu cho đến trong quá trình và đến sau này. Đó là những cái giá trị về sự đoàn kết, sự nâng đỡ, sự chia sẻ, sự lan tỏa, sự kỷ luật và trách nhiệm. Và chúng tôi cũng rất là biết ơn ban tổ chức, ban phụng sự và tất cả thành viên của các hộ khác cũng đã chia sẻ. Chúng tôi học không phải chỉ những điều mà của ban phụng sự của Trí tuệ Việt Nam, mà học hỏi được rất nhiều từ các hộ khác trong quá trình mà chúng tôi làm bài tập. Chúng tôi luôn luôn là với tinh thần học hỏi và cầu thị để có thể là làm tốt nhất trong cái khả năng của mình. Và đến ngày hôm nay khi mà được trình làng như thế này cũng là cái nỗ lực hết sức của các thành viên trong hộ, khi mà chúng tôi cũng trải qua rất là nhiều những cái sự phản biện, những cái bất đồng, những cái quan điểm, nhưng hơn tất cả thì chúng tôi vẫn cùng chung một mục tiêu và chúng tôi đúc kết được ra những cái giá trị này cho bản thân mình trong cái hành trình K3. Một lần nữa xin rất là cảm ơn ban phụng sự, ban tổ chức và tất cả các thành viên trong làng văn hóa đọc, và chúng tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ, thông điệp từ hộ 25 sẽ có sự lan tỏa và tạo ảnh hưởng, tạo cảm hứng cho tất cả các cái thành viên khác trong các hộ khác để chúng ta có được một cái hành trình K3 trọn vẹn. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Sóng 2 xin mời hộ 16 tiếp tục ạ. Anh Thư hỗ trợ bật mic cho chị Lê Hà.
Bạn chị Lê Hà bật mic nha. Em xin chào toàn thể các anh chị em làng K3. Em xin thay mặt hộ 16 trình bày về các sản phẩm của hộ trong tuần này ạ. Ban tổ chức share giúp em cái slide về... Được, em cảm ơn ạ. Đây là phần đúc kết về các cái phương pháp tự học của hộ 16 ạ. Đầu tiên là về mục đích học. Mục đích của việc đọc sách đó là để tìm hiểu bản thân, là để nghiên cứu về một hệ thống tư tưởng và để hiểu được một cái thuyết mới. Phần thứ hai đó là về chọn sách hay. Sách mà càng đọc càng thấy hay thì chúng ta nên chọn. Sách mà bản thân thấy tâm đắc, sách thì chúng ta nên chọn bản nguyên gốc của tác phẩm và hãy nên đọc sách cao hơn tầm hiểu biết của chính mình. Về không gian đọc thì chúng ta nên tạo không gian đọc yên tĩnh, có thói quen đọc sách và nếu có thể thì hãy có thời gian đọc sách cố định, có tấm lòng thiện cảm với sách. Và cuối cùng là cách đọc sách thì trước khi đọc sách chúng ta hãy xem bản mục lục của sách để nhìn một cách tổng quan về cuốn sách, hãy đặt trước một vấn đề khi mà đọc sách và sau đó là chúng ta hãy tìm câu trả lời. Chúng ta hãy đọc đi đọc lại nhiều lần và mỗi lần đọc chúng ta có thể có những ý tưởng và những bài học khác nhau. Chúng ta hãy ghi lại những điều tâm đắc khi mà chúng ta đọc sách. Và khi đọc sách thì chúng ta nên có phản ứng lại, có cái sự phản hồi lại về những tư tưởng của tác giả và nên ôn lại những kiến thức khi đọc sách. Thì đây chính là các phương pháp tự học và đọc sách mà nhóm bạn đúc kết ạ. Xin nhờ ban tổ chức chuyển sang phần bài thơ Nói với con. Vâng, đây là bài thơ Nói với con, sản phẩm của hộ 16 ạ. Khi mẹ còn nhỏ, không nhiều sách đâu, tối học đèn dầu, làm gì có điện. Ông bà tiết kiệm, tần tảo sớm hôm, nuôi con lớn khôn, cũng nhờ cái chữ. Bây giờ công nghệ khác hẳn ngày xưa, điện thoại, máy quay, TV, iPad, thông tin trên mạng, trôi nổi ngập tràn. Con đừng có ham, biết dừng đúng chỗ. Văn hóa đọc đó, thầy bạn hiền tài, đọc sách tinh hoa, khai thông trí tuệ. Đọc sách tự học. Đọc sách tự học, làm lại nhiều lần, áp dụng từng phần, đi vào cuộc sống. Dành cho cái trí, thận trọng chú tâm, quan sát đúc kết, ngày đêm chuyên cần. Tấm lòng lương thiện, yêu thương đồng bào, có trí tuệ cao, giúp đời, giúp nước. Nâng tầm đất Việt, sánh với năm châu, con cháu anh hào, ngàn năm văn hiến. Bài trình bày của hộ đến đây là hết ạ. Rất mong được sự đóng góp của toàn thể các anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Và chốt lại của xóm 2 là sản phẩm của hộ 27 ạ. Xin mời hộ 27 ạ. Cô 27 có chia sẻ được không ạ? Trong từ nhà mình lên đây có.
Vâng ạ, trong khi chờ đợi hộ 27 thì xin mời chuyên gia Minh Hảo sẽ chữa trước phần nội dung của xóm 2 ạ. Dạ, rồi, cảm ơn cả nhà mình. Nếu trong trường hợp mà mạng nó hơi đơ đơ và nó bị lag thì em sẽ tắt cam rất nhanh để khỏi bị out ra ngoài, vì em vừa bị out ra một lần. Thì đầu tiên là nói về câu chuyện của chị Hoa Linh, đúng không? Chị Hoa Linh nói rằng là kiên quyết học hỏi những điều mới, đặc biệt ấy, đó là việc đó là cái việc mặc dù là đứng trước những cái dư luận trái chiều hoặc là những cái quan điểm nó bị lệch lạc so với những đồng nghiệp và với cái hệ thống giáo dục ngay tại địa phương của mình thì cả nhà mình sẽ hình dung ra là cách mà văn hóa đọc đi không phải là để làm một cái điều gì mới to tát bùng nổ gì cả, mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái số lượng như giáo viên, những cô Hoa và những thầy cô giáo vẫn đang cần mẫn học hành trình văn hóa đọc là những người yêu học thực sự và hướng tới một nền giáo dục thực chất, đúng không? Và lượng còn rất ít, và việc của trí tuệ Việt Nam đi lần này á, cái cuộc cách mạng văn hóa đọc và hành trình văn hóa đọc xuyên Việt lần này đi là để thắp đuốc là để làm gì ạ? Để ủng hộ và trao niềm tin cho các cô rằng con đường của các cô chọn chắc chắn là đúng. Và nó là cái con đường thứ nhất là lợi ích cho bản thân, và thứ hai nữa là thực sự đóng góp vào cái nền giáo dục thực chất của nước nhà. Nên nhiệm vụ của chúng em đi không phải là để gây dựng cái gì mới, để xây dựng cái gì mà bùng nổ, hoành tráng, mà nó là chấn hưng, đúng không? Chấn hưng tức là dựng lên những gì mà đã bị cũ, đã bị quên, và cố gắng là bảo tồn tất cả những thầy cô giáo và những con người yêu học, bảo tồn cả nhà. Tức là mong cho các thầy cô giáo không có bị tuyệt chủng. Những thầy cô giáo có tâm không bị tuyệt chủng. Bởi vì có rất là nhiều người đã không giữ được cái sự nhiệt huyết này đến cùng. Tất cả chúng ta ra ngành, ra nghề đều có những cái nhiệt huyết này. Nhưng mà bị gọi là bị thui chột dần theo năm tháng và không giữ được đến cùng. Và có những thầy cô đã thoi thóp rồi, đã bắt đầu chán rồi, chắc chị sẽ bỏ nghề thôi, hoặc là thôi chị đánh trống ghi tên cho đến khi nào về hưu. Nhưng mà khi gặp được tới trí tuệ Việt Nam, khi gặp được văn hóa đọc thì các cô lại được thổi bùng sinh khí. Theo đúng quy luật xuân hạ thu đông và sinh trụ ngoại thành. À, sinh trụ ngoại diệt, cho dù đến cái giai đoạn trọn vẹn thì rất là biết ơn nhà 25. Còn về tiếp theo đó là nhà 26, đúng không? Nhà 26 đó là về bài thơ cũng như là về cái slide của chúng ta. Các thầy cô đang để ở cái slide ở dạng đó là có một cái hình sự tự học ở giữa và cách học, cách chọn, cách đọc, cách chọn sách và phương pháp học, bốn cái hình vuông ở bên ngoài. Thì không biết là chúng ta có thể trình chiếu cái slide đi lại cho em học được không ạ? Nhà mình đã đúc kết ra ở dạng ý chính rồi, nhưng nếu trình bày như thế nó vẫn chưa thể làm cái sơ đồ vận hành được ạ. Đây, cách đọc này, mục đích và chọn sách hay, tạo không gian đọc. Thì cái này mình hình dung nó là cái chọn ý chính. Để khi nào mà mình xây dựng cái phương pháp tổng quan thì mình để như thế này. Nhà mình cố gắng cô đọng lại mỗi một cái, nhà mình để lại khoảng tầm từ 3 đến 5 thôi. Nha, từ 3 đến 5. Và nếu mà có được thì chúng ta hãy sắp xếp lại ở dưới dạng kim tứ đồ nữa. Ví dụ này, ở đây là cách đọc, đúng không? Ở đây là mục đích. Ví dụ như nếu cách đọc đúng và mục đích đúng thì nó cho ra một quả gì? Mục đích đúng cộng với chọn sách hay thì nó cho ra kết quả gì? Chọn sách hay cộng với tạo ra không gian đọc thì nó cho ra kết quả gì? Cách đọc cộng với tạo không gian đọc thì nó cho ra kết quả gì? Nhà mình nên có cái đó để nhà mình thấy được rằng là khi chúng ta không có được cả bốn cái, chúng ta chỉ được phép chọn hai hoặc ba cái thôi, thì mình sẽ chọn cái nào. Ví dụ này,
khi ở đây em Hảo có nên mục đích cộng chọn sách hay. Mục đích đúng cộng chọn sách hay chắc chắn là sẽ thu nhận được gì ạ? Cái kiến thức về mặt đó là về mặt cái độ chạm của mình là sẽ nhiều. Mục đích ở nếu xác định được mục đích đúng này cộng với cái cách chọn sách hay đúng thì nó sẽ có tần suất chọn. Nếu có được mục đích đúng, có được một cái mục đích và một cái cách chọn, áp dụng cái công thức chọn sách hay vào thì cái xác suất mình chọn được cuốn sách cuộc đời sẽ rất rất dễ xảy ra, giống như kiểu là cái cách mà Jack Ma chọn được cuốn sách của ông ấy ấy, và em Hảo cũng chọn được cuốn sách của em Hảo nha. Và tiếp theo này, ví dụ như cái cách đọc mà cộng với mục đích đọc đúng thì chắc chắn là sẽ cho ra được cái học sâu, đọc sâu và đọc có ghim. Ví dụ như cách đọc đúng mà tạo với không gian đọc thì sẽ tăng được hứng thú đọc, đúng không cả nhà? Tăng được hứng thú đọc. Còn ví dụ này, tạo được không gian đọc và chọn được sách tinh hoa thì chắc chắn là cái thư viện của mình nó sẽ rất chất lượng, cái không gian đọc của mình sẽ rất chất lượng và thu hút được nhiều người đến. Cả nhà hiểu ý của em Hảo khi làm sơ đồ vận hành không ạ? Cái này nó ráp với cái này thì nó tạo ra cái gì? Và cái nào thì nó bọc lót cái nào? Để trong trường hợp mà nếu chúng ta chỉ được phép chọn 3 cái làm tinh thì nó sẽ tạo ra cái quả gì? Vậy thì trong số tất cả những cái quả này, quả nào là quả chúng ta nhắm tới? Vậy thì nếu chúng ta nhắm được tới cái quả này, từng loại quả một theo kim tứ đồ thì chắc chắn chúng ta sẽ xác định được là đối tượng nào là đối tượng mình cần đánh tới, với đối tượng này thì mình sẽ chọn hai cái nào, và với đối tượng này thì mình chọn hai cái nào, hoặc mục đích cái giai đoạn hiện nay của mình là cái gì, vậy thì mình sẽ chọn làm đúng hai cái nào. Đấy là cái cách mà chúng ta làm văn hóa đọc và xây dựng thư viện sách ở chỗ chúng ta rất hiệu quả. Chứ nếu chúng ta để ôm cả bốn cái như thế này thì mỗi cái nó chỉ có 25% thôi, nó không có trọng điểm đâu cả nhà. Nhà mình hiểu ý của em Hảo không ạ? Nha. Ví dụ những nơi nào mà chúng ta áp dụng tới một cái đối tượng đọc mà đã xác định rồi và mình nhắm tới cái đối tượng này rồi, mình chọn sách hay cho đúng đối tượng đó thôi, không gian đọc cho đúng đối tượng đó thôi, đúng không ạ? Hoặc là mục đích đọc cho đúng đối tượng đó thôi thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm hiệu quả. Chứ mình mà xây dựng một cái thư viện đọc mà mình không biết là nó lan man và nó để dành cho ai là chắc chắn sẽ không thu hút được sự chú ý. Nếu mà ở đâu mà có được rất nhiều các không gian đọc trong một phòng sách mà có rất nhiều không gian đọc cho từng đối tượng thì đó là điều quá hay. Nhưng nếu điều kiện chúng ta không đủ thì mỗi người chỉ có một sứ mệnh thôi, mình chọn cho mình cái đối tượng mà mình muốn làm thì chắc chắn là chúng ta cần phải sử dụng cái kim tứ đồ đấy để chọn ra được cái tiêu điểm của mình. Right. Ok, thì đó là một vài những cái sự chia sẻ cũng như là tham mưu của em Hảo dành cho xóm 2 cũng như tất cả nhà mình. Những ai đang muốn gây dựng cái nền văn hóa đọc tại địa phương hoặc trong gia đình hoặc là trong trường học đều phải sử dụng cái này, thì cái sơ đồ này của xóm 2 rất hay nha. Sơ đồ này của xóm 2 rất hay, nhưng chúng ta biết cách sử dụng, phải biết cách sử dụng làm sao cho thiện xảo. Dạ rồi, cảm ơn xóm 2 nha. Xin mời xóm 4 ạ. Thì phía ban tổ chức rằng là mỗi một cái phần mà Minh Hảo có chia sẻ và có tham mưu cho các sơ đồ và sản phẩm của nhà mình thì nhà mình cắt riêng ra từng đoạn nhỏ nhé, để cho các hộ hoặc các thành viên rất dễ xem vì nó sẽ liên quan đến việc chúng ta ứng dụng và thực hành. Rồi, nhà xóm 4 em nhìn thấy chị Hà Vi ạ. Dạ. Chị Hà Vĩnh Tâm. Vâng, xin chào chuyên gia Minh Hảo. Xin chào cả làng mình ạ. Minh Tâm xin thay mặt cả xóm 4 xin gửi đến lời chào trân trọng nhất cả làng. Tuần qua thì xóm 4 tất cả các hộ thì đã có những cái quả ngọt, thu nhận được những quả ngọt cho hộ mình với những cái talk show, những cái nhà văn hóa đọc được tổ chức để gửi đến nhiều giá trị cho cộng đồng, rất là tuyệt vời. Vinh Tâm có thể điểm qua được một số chủ đề mà các hộ đã tổ chức được nhà văn hóa đọc.
đó là hộ 4445 với chủ đề là nâng tầm tự học. Hộ 51, 52 và 53 thì đã hướng vào cái chủ đề là chuyên gia giọng nói. Và hộ 4954 đã tổ chức chủ đề đó là nhìn về dấu chân. Để thấy được một cái hành trình đó là các thầy cô đã đem đến tình yêu sách đến với các em học sinh ở tại trường học. Vâng. Trong đó thì hộ 4748 đã tổ chức talk show với cái chủ đề đó là thắp sáng tình yêu sách. Vinh Tâm xin thay mặt xóm 4 sẽ trình bày cái hành trình của hộ 47 và 48 khi tổ chức talk show tình yêu sách, thắp sáng tình yêu sách. Đây là quả ngọt chung của hộ 47 và 48. Mời cả làng chúng ta cùng đón nhận. Nhà văn hóa đọc 4748 đã mời chuyên gia Vũ Thị Thanh Tâm, một người đã sáng lập ra chương trình Ô Cửa Sách. Mở đầu chương trình là phần khởi động đầy hứng khởi của cả hai hộ cùng với những khách mời tham dự chương trình. Tiếp đến là tất cả các thành viên trong phòng Zoom đều cùng đọc ba lời thề từ tâm, và đặc biệt là cùng nhau hát bài hát gọi tên hạnh phúc, để mọi người càng trân trọng hơn, nâng niu hơn từng phút giây được sống và càng yêu thương hơn cuộc đời này. Hai chuyên gia dẫn chương trình đó là Vinh Tâm và Trang Thi ạ. Và trong chương trình này thì diễn giả Vũ Thị Thanh Tâm, như lúc nãy chúng tôi nói đến, đó là người đã sáng lập Ô Cửa Sách và là tác giả của bộ sách Covid trong mắt trẻ thơ. Cùng với đó là bé Gia Linh, một họa sĩ nhí rất tài năng. Em đã kể những câu chuyện rất là sinh động bằng những hình vẽ sáng tạo, với câu chuyện lồng đèn bí đỏ. Những cái lời kể rất là đáng yêu bằng những nét vẽ tinh tế. Sau đó là phần chia sẻ của mẹ Trần Xuyên, một thành viên trong hộ, với biệt đội đọc sách. Nghĩa là đây là quả ngọt bằng hành động của các thành viên trong hộ 4748. Ở biệt đội này thì các con đã hăng say livestream đọc sách mỗi ngày. Các con cùng trồng cây sau khi đọc sách về thiên nhiên, nghĩa là các con đã kết nối với thiên nhiên và làm đẹp hơn môi trường sống của mình. Các con đã làm kẹo hạnh phúc sau giờ đọc sách. Và đặc biệt là đã mua được bộ sách Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân, các bộ sách kỹ năng sống để tặng Ô Nhi Viện và các thư viện. Các con cũng đã đến tặng sách và bánh sữa cho cô Nhi Viện Lục Hòa ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Các con rất sáng tạo làm những sản phẩm, đặc biệt đó là sáng tạo lồng đèn mặt nạ ở cô Nhi Viện Lục Hòa. Có chương trình chia sẻ của cô giáo Thanh Tâm đã gieo những quả ngọt, gieo hạt sách thiện lành đến cho các em tại trường học. Talk show đã thu hút được rất là nhiều khán giả nhỏ tương tác cùng các bố mẹ, và họa sĩ nhí Gia Linh đã có cái buổi chia sẻ rất thân mật nhưng cũng đầy đáng yêu, dễ thương, ngộ nghĩnh. Ở phần này thì bố mẹ đã đồng hành cùng với các con để đặt ra những câu hỏi với họa sĩ Gia Linh. Và màn cuối cùng chính là mọi người đều kết nối trong tình yêu thương, lan tỏa những năng lượng tích cực trong cái phòng Zoom. Buổi talk show đã lan tỏa và chia sẻ cho bố mẹ một thông điệp rất ý nghĩa, đó là hãy đặt niềm tin vào trẻ và tôn trọng trẻ, hãy cùng trẻ gặt hái những quả ngọt ngay trong gia đình của mình. Bởi vì các em chính là mầm non tương lai của đất nước, mỗi gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh, phát triển và bền vững.
Vâng, xin trân trọng cả nhà đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn ban tổ chức đã có những hướng dẫn và đã đồng hành cùng với các hộ. Điều tuyệt vời nhất là các thành viên trong hộ 47 và 48 đã thu nhận được rất là nhiều giá trị từ cái chương trình talk show này. Các thành viên trong hộ dường như đã kết nối hơn và yêu thương, chia sẻ, đoàn kết hơn trong hành trình K3 đọc sách khi mà cùng làm chung cái talk show, cùng hướng về một mục tiêu, cùng lan tỏa cái giá trị, đó là mong muốn rằng các bố mẹ ơi, các bố mẹ hãy đồng hành cùng các con yêu và hãy đặt niềm tin cho con trẻ, hãy cùng mở những cái ô cửa tâm hồn của các con. Và các thành viên trong hộ ấy thì đều thấy rằng là mình không phải chỉ nỗ lực 100% đâu ạ, mà phải nỗ lực 200%. Vâng ạ. Đó là cái thông điệp mà talk show 47, hộ 47 và 48 đã gửi đến cộng đồng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc cả làng mình có ngày nghỉ thật là vui, ý nghĩa. Trân trọng và biết ơn ban tổ chức của làng văn hóa đọc K3. Vậy thì có thể thấy rằng xóm 4 là một xóm rất thành công trong cái bài, trong cái chủ đề của chúng ta là chủ đề nhà văn hóa đọc, đúng không? Vì em thấy nhà 47, 48 này và có cả nhà 49 và nhà 54 cũng liên minh với nhau để tổ chức, đúng không? Vâng ạ, có cả hộ 51, 53 nữa. Vâng, 52. Đó. Thì gần như là cả xóm đã có thể tổ chức được cái liên minh rồi, bởi vì cái này nó mới thể hiện cái giá trị lan tỏa. Và một lát nữa thì nếu mà đến cái sơ đồ của xóm, hình như là của xóm, à đúng là trong sơ đồ của xóm 4 thì có ba cái nấc của cái, có năm bước của cái sự của cái sự nghiệp của một con người theo nhận xong thành và hiến, tức là học, hiểu, hành, xong thành tựu, sau đó là mình cống hiến, mình phục sự. Nhưng mà mọi người nhớ rằng là cái cống hiến và phục sự chính là cái quá trình lan tỏa này, nhưng nó phải là vòng tròn quy hồi, tức là nhờ vào cống hiến mà chúng ta có thể học, hiểu, hành, nhờ vào cống hiến mà chúng ta có thể lan tỏa. Bởi vì nếu mà xét theo đúng là đợi đến khi nào mà mình thành, mình cống hiến, thì ở đây tất cả những thành viên ở trong dự án trí tuệ Việt Nam chưa ai có đủ điều kiện để cống hiến. Nhưng thông qua việc cống hiến thì những thành viên con tim của trí tuệ Việt Nam hay anh em ban tổ chức sẽ là những người học được nhiều nhất. Học được nhiều nhất, nghe cả nhà. Nên là cái việc học tập và phụng sự luôn luôn chúng ta phải song hành cùng với nhau nha. Thì cái việc lan tỏa cũng chính là việc mà chúng ta phụng sự cho cái cách mạng văn hóa đọc. Cứ mỗi một người dám nói ra cái quan điểm của mình và nói ra cái việc vai trò của việc đọc sách, chính là chúng ta đang phụng sự cho cách mạng văn hóa đọc. Biết ơn xóm 2 và biết ơn xóm 4 rất là nhiều ạ. Cảm ơn xóm 4. Vâng, cảm ơn chuyên gia Minh Hảo. Dạ, rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với xóm 1, đúng không ạ? Cái này mình đến với xóm 1 nha. Xóm 4 thì có rất là nhiều các cái quả ngọt và hy vọng những cái quả này nó rụng xuống. Phần thịt quả nó sẽ rã ra, nhưng tuy nhiên nó sẽ còn, nó lại lên cây mới nha. Dạ, em xin phép chị Hảo và các anh chị xóm 1 ạ. Thì trước khi đến phần chia sẻ của xóm 1 thì xin mời anh chị xóm 4 hộ 4445 ạ, có thể chia sẻ slide của mình được không ạ? Xóm 4 có một sản phẩm slide mong muốn được chia sẻ ạ. Thì mình sẽ quay sang vòng 2 á, An Thư. Tức là cái vòng 1 thì xóm 4 mình sẽ chọn là cái việc là trình bày về cái quả ngọt của mình. Thì cái vòng 2 mình sẽ quay trở lại cái slide, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, vậy thì em xin phép nha. Thì bây giờ mình cứ đến với ok. Em chào cô Minh Hảo, em chào cả làng K3 nhà mình. Em là đại diện của xóm 1 ạ. Thì nhờ ban tổ chức là sẽ share cái video mà em gửi ở trong trong nhóm đấy ạ. Thì xóm 1 nhà em thì vẫn dùng trí tuệ tập thể, thế nên là có một cái sản phẩm chung có tên là xóm 1 kéo dài khoảng hơn 3 phút ạ. Cô Minh Hà vừa nãy chia sẻ là có được phép chia sẻ trong vòng 7 phút, đúng không ạ? Thì nhà em cũng có một cái slide.
thì em xin được cứ xem xong cái video ạ, xong em xin chia sẻ khoảng 1-2 phút ạ. Hello, xin chào toàn thể các thành viên K3 Văn hóa Đọc. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực, cũng như chúc mọi người có một buổi cuối tuần hạnh phúc bên gia đình và người thân. Sự học của ta chứng nghiệm đời ta vượt qua kiếp này, có phần tư tu vun bồi cho đầy, có thầy bạn tốt cùng rèn hăng say. Sự học đời ta có nhân có quả, có sâu có xa cùng nhìn cho xa những chi cốt lõi, khó khăn gỡ rồi vấn đề đem bàn, ta luôn chuyên cần thời sẽ tận tới. Sự học đời ta có khi lơ đãng nghĩ ta biết rồi, có khi tâm trí mơ hồ xa xôi, có khi biếng lười mà quên chính mình, nhớ câu luyện rèn chuyên cần cho tình. Sự học của ta có chăng có tầm, sớm hôm lắng động ngày tháng luyện rèn, vun bồi thói quen giữ nghiêm giới luật, đọc chậm nghĩ sâu ăn dùng cho mong. Cùng học bạn ơi, cùng đi cùng đến, dù đường xa xôi luôn trong tâm thế, càng học càng vui bên nhau ta. Sự học của ta chứng nghiệm đời ta vượt qua kiếp này, có văn tư tu vun bồi cho đầy, có thầy bạn tốt cùng rèn hăng say. Sự học đời ta có nhân có quả, có sâu có xa cùng nhìn cho xa những chi cốt lõi, khó khăn gỡ rồi vấn đề đem bàn, ta luôn chuyên cần thời sẽ tận tới. Dạ vâng, hình như cô Hảo lại vừa bị ao ra rồi sao ạ? Em tranh thủ em chia sẻ luôn ạ. Thì trong cái video của nhà em, của 61 nhà em ạ, thì đó là bắt đầu từ cái sự học ở chính bản thân mình ạ. Từ chính bản thân mình sẽ ra có những cái đúc kết, và từ đó sẽ lan tỏa dần đến con cái, rồi hàng xóm, sau đó là đến ra đến lớp học ạ, trường học ạ, và ra đến cộng đồng. Đấy là cái một cái thứ tự của cái quá trình mà làm cái nhà văn hóa đọc ạ. Và sau đây thì có một cái slide đại diện của 61 nhà em, nghĩa là trong 61 thì có rất nhiều slide, nhưng em chọn một cái slide tí nữa ban tổ chức sẽ share lên cho em, vì em nghĩ rằng cái việc đọc sách ấy là để làm gì. Theo như cá nhân em nhận thấy đó là
để trở thành một cái người mà có cái lòng bao dung độ lượng hơn và biết suy nghĩ kỹ càng và sống có trước có sau, và còn để là nhìn thấy một cái phiên bản tốt hơn của chính mình trong đó. Cái lời này không hẳn là cái lời của em, mà em thấy rất là chạm khi mà đọc được cái lời này của dì Tuệ Ngôn ạ, ở trên trang Facebook cá nhân của dì ạ. Và em thấy vô cùng chạm và muốn gửi gắm đến mọi người tất cả cái văn hóa đọc phải bắt nguồn từ chính bản thân mình ạ. Từ chính bản thân mình, từ những người cha, người mẹ, từ những thầy, cô giáo ạ. Thì bản thân mình làm tốt thì mình mới lan tỏa được đi đến những người khác ạ. Bản thân mình chưa đọc, bản thân mình chưa làm thì không thể lan tỏa được đến ai đâu ạ. Sau đây thì nhờ ban tổ chức là share luôn cái slide đấy ạ. Tại vì vẫn đúng quy định là trong 7 phút ạ. Để Minh Hảo sẽ, cô Minh Hảo sẽ chữa luôn một thẻ ạ. Rồi, vậy thì xóm 1 mình có trình bày về cái này không ạ? Dạ, em vừa chia sẻ rồi cô Minh Hảo ạ. Thì cô cứ dạ. Chữa luôn đi vậy. Trong lúc cô bị ao ra. Dạ. Ở đây nhà mình đang có văn tư tu, nhà mình đang xếp theo cái level là 10%, 20% và 70%. Thì cả nhà mình đang trình bày theo là cái cấp độ tăng dần cũng như là mức độ. Thì nhà mình trình bày như thế này cũng đẹp. Nhưng mà nếu đằng nào cũng vậy thì nhà mình trình bày theo cái biểu đồ hình tròn 100% đi, đúng không ạ? Là nhà mình sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Cái thứ hai nữa là về cái tỷ lệ của mình thì mình làm gì thì nó cũng phải logic, đúng không ạ? Nên là ví dụ như nếu mình xác định văn là 10% thì đây là em đang nói về hình thức thôi nha. Là chúng ta để nó cái, nếu mà mình biểu diễn thành biểu đồ thì nó sẽ rất là logic và mọi người nhìn thấy rõ ràng luôn. Đó. Còn cái thứ hai nữa thì ở đây nhà mình cũng xét về cả cái tính logic chứ về hình thức trước nha cả nhà. Thì nếu mà văn đó, chữ màu xanh giống như quả xanh về rồi cục màu xanh thì tư cũng chữ màu vàng, quả màu vàng, cục màu vàng, nhưng chắc là vì nó không nổi nên nhà mình chọn cái màu này, đúng không ạ? Thì nếu mà không nổi thì mình chọn cục tông. Rồi cái tiếp theo nữa là về cái phần mà mình hình dung, đó là cái sự logic trong trình bày. Thì ba cái quan sát, phân tích, đúc kết mình nên để một kiểu chữ và để ở một vị trí. Còn về phần nội dung, về phần nội dung này, văn là quan sát, tư là phân tích và tu là đúc kết. Thì nếu mà về phần nội dung thì quan sát, phân tích, đúc kết nó nằm ở bước tư chứ không phải là quan sát thì liên quan đến văn nữa. Bởi vì là như thế này này, nếu cả nhà mình để là quan sát, phân tích, đúc kết là quả xanh vàng đỏ thì ok, văn tu tư cũng đúng rồi. Nhưng mà khi mà cái phần mà em hình dung là quan sát, phân tích và đúc kết đó, nó là một tiến trình của sự học. Nó là một tiến trình của sự học. Vậy nếu là cái văn đó, mình xác định được tinh thần học tập suốt đời. Tinh thần học tập suốt đời là cái thứ nhất. Và đọc sách tinh hoa là cái thứ hai. Về phần nội dung thì mình nên mình sẽ nên nên đúc kết lại một chút. Ở đây nhà mình để văn tu tư là quan sát, phân tích, đúc kết cũng được, nhưng mà mình hình dung thì nó sẽ là một cái quá trình văn tư tu. Nhưng mà nếu như vậy thì mình sẽ phải làm thì nhiều vòng tròn quy hồi. Đã. Nếu mà ở cái phần phân tích, nhà mình để nó là tư duy sâu và góc nhìn đa chiều ấy. Góc nhìn đa chiều thì nó thuộc vào cái nhóm là mình quan sát là mình phải quan sát đa chiều. Còn phân tích là mình sẽ phải nhìn thấy cái mối liên hệ, cái tư duy nhân quả và nhìn thấy lõi nha. Phân tích là làm sao phải nhìn được thấy lõi. Rồi cái đúc kết thì mình chuyển qua cái phần đó là mình đúc kết và chuyển thành hành động. Thì
đúc kết, sau đó chuyển thành hành động, thực hành trên thân giáo và chia sẻ cho đi và nâng đỡ. Ok, thì đấy là một vài cái góp ý của em. Cái biểu đồ thứ nhất là văn thư tư. Còn cái thứ hai, dạ, ở đây nhà mình còn có một cái tam giác nữa, sơ đồ giật cấp. Thì nếu như theo em hiểu thì cái sơ đồ hình tam giác này của mình thì tức là ở đây á, em hiểu là như thế này này. Nếu ví dụ như chúng ta trình bày theo tiến trình thì chúng ta để như thế này là ok, có mũi tên thì cũng được. Nhưng ở đây mình đang có 10% này, 20% và 70%. Thì nhà mình biểu thị là sao để nhìn có tính logic về mặt về mặt biểu thức một chút. Đúng không ạ? Tức là chúng ta đang muốn nhấn mạnh vào cái nào? Chúng ta đang muốn nhấn mạnh đến cái tiến trình văn tu tư, văn tư tu, quan sát phân tích đúc kết, hay là mình đi đến cái tiến trình là cái tầm quan trọng của văn, tầm quan trọng của tư và tầm quan trọng của tu nha. Còn tiếp theo thì dạ đúng rồi, một bên nó là cái nội dung tiến trình, còn một bên thì nó là cái tầm quan trọng mình đang muốn nhấn mạnh vào cái nào. Còn bây giờ em đang hiểu là về phần tiến trình, chúng ta đang hiểu cái tiến trình để chuyển hóa một con người. Đầu tiên phải học làm người, hiểu mình, sửa mình, biết đối nhân xử thế, chuyển hóa bản ngã thành vô ngã, và cuối cùng lên là chân thiện mỹ. Nếu như theo em Hảo hiểu về nội dung thì cái bản ngã và vô ngã nó chính là cái chót trên cùng. Nó chính là cái chót trên cùng, nó vượt lên trên cả chân thiện mỹ nữa. Bởi vì cái chân thiện mỹ mình hình dung nó là một hệ thống quy tắc của một nhóm người, một nhóm xã hội. Đối với nhóm này thì như thế này là chân thiện mỹ, đối với nhóm kia thì như thế kia mới là chân thiện mỹ cơ. Nha. Cả nhà mình quay lại cái slide giúp em một chút. Nên là theo như em nha. Theo như em thì cái chân thiện mỹ nó sẽ là cái ở dưới cùng. Học tập hiểu mình, sửa mình là cái ở trên. Nhưng mà hiểu mình, sửa mình đến mức độ vi tế nhất chính là hiểu được chân ngã và bản ngã. Đúng không ạ? Thì không biết là cả nhà mình có hiểu ý tưởng mà. Thì em đang chưa hiểu là cái ý tưởng của nhà mình là như thế nào. Rất có thể là ý tưởng của nhà mình khác, nhưng mà chỉ sợ là cái góp ý của em Hảo lại là thiên kiến, lại khiến cho nhà mình bị không ạ. Bởi vì là đôi khi cô... cái đồ nó không có đúng sai đâu cả nhà, nó do cái ý tưởng của từng hộ. Cái em cũng đồng ý kiến với ý kiến của cô Hảo đấy ạ, nhưng đây là cái sản phẩm mà của các bạn 61 ạ. Và em tôn trọng điều đấy cô ạ. Tại vì nó có vẻ hơi lộn xộn một chút ạ. Thế nhưng mà quan trọng là cái tiến trình chuyển hóa từ chính một bản thân của mỗi con người ạ. Bây giờ nó hơi lộn xộn một chút, nhưng mà bắt đầu đã định hình đúng rồi ạ. Nghĩa là cái con đường đúng đắn rồi thì sẽ có quả ngọt thôi ạ. Em đồng quan điểm với cô ạ. Em đây trên phương diện là phụng sự của xóm 1 thôi ạ. Và em thấy có một cái đưa ra một cái slide như này. Vì em biết là có nhiều cái mà để nói, để cần ở đây ạ. Thế nên là cần cô chia sẻ và chữa bài là lý do như thế ạ. Đây chưa phải là một cái mà nó hoàn chỉnh nhất của xóm 1 ạ. Xin cảm ơn cô, biết ơn cô.
Xin cảm ơn cả nhà. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà, mình hình dung là nó phải luôn luôn có tính phản biện, tức là mình nghe để mình biết thôi, mình nghe mình để đó thôi, nếu mà thấy hợp thì mình điều chỉnh vẫn hợp, không có sao hết. Mọi người hình dung mà. Tức là nếu mà mình vẫn thấy rằng cái của mình rất đúng là bởi vì do là mình đang rất tâm đắc với điều này và thực sự nó rất có ý nghĩa với mình làm gì nó có ý nghĩa với mình thì thôi nha cả nhà. Rồi, ok, cảm ơn nhà xóm 5, à xóm 1. Bây giờ xin mời xóm 5 ạ. Dạ, alo ạ. Không biết chị Hảo nghe rõ chưa? Alo. Dạ, có nghe thấy rồi ạ. Dạ, xin chào cả nhà. Em tên là Bùi Hành Trung, đến từ hộ 56. Em xin đại diện cho hộ cho xóm 5 của mình để chia sẻ phần video. Rồi em xíu ạ. Dạ, em mời cả nhà cùng xem ạ. Mến chào tất cả các thành viên trong hành trình vòng. Với hộ 56. Sau một tuần cùng nhau đọc sách, thảo luận với tinh thần học tập cao và quyết tâm mang về quả ngọt cho cả hộ, hộ 56 đã gặt hái được những quả xanh, quả vàng và quả đỏ chín mọng. Trong đó, quả xanh là những đúc kết về sự tự học, quả vàng với những kế hoạch của các thành viên của cả hộ, quả đỏ ngọt lành với những thành tựu mà hộ 56 đã đạt được trong quá trình học tới nay. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua quả xanh của hộ 56 chúng mình nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản chất của sự tự học là gì. Bản chất của sự tự học chính là ý thức tự rèn luyện, trau dồi bản thân, thu nhận kiến thức và hình thành kỹ năng nhân cách. Hay nói cách khác, bản chất của sự tự học chính là quá trình chuyển hóa bản thân để vun bồi ba gốc đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ thêm về quá trình chuyển hóa. Quá trình chuyển hóa sẽ bao gồm 5 bước tiến dần: học, hiểu, hành, thành và hiến. Bước đầu học, học chỉ đơn thuần là đọc ghi nhớ. Bước tiếp theo là hiểu, hiểu những gì mình đã học. Sau khi đã có học, hiểu thì chúng ta cần phải thực hành vào cuộc sống. Khi đã học, hiểu, hành đủ cả bề rộng và chiều sâu, chúng ta sẽ tiến lên bước thành. Nghĩa là hình thành thói quen, nhân cách, cốt lõi ba gốc cũng như kỹ năng sống chuyên môn. Nấc thang thứ 5 chính là tinh thần hiến tặng, phụng sự cho cộng đồng, xã hội một cách vô tư. Quá trình chuyển hóa cần thời gian đủ lâu với nhiều thử thách, nhưng chúng ta hãy cùng nỗ lực hướng tới điều tốt đẹp. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Hiểu được bản chất của sự tự học rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 vòng tròn của phương pháp tự học. Vòng tròn lõi của phương pháp tự học chính là quan sát đa chiều, phân tích rõ ràng và đúc kết cốt lõi. Vòng tròn kế tiếp là ba báu vật, người thầy hiền trí, tủ sách tinh hoa và nhóm bạn tốt. Vòng tròn thứ ba là những trải nghiệm đủ lâu và đủ sâu. Vòng tròn ngoài cùng thể hiện sự chọn lọc thông tin đúng từ các trang web và mạng xã hội. Cả các bạn cùng đi hái những quả vàng của hộ 56 thông qua những dự định từ 3 đến 6 tháng tới của các thành viên trong hộ nhé. Quả vàng của chị Việt Trinh, một người chị năng lượng và nhiệt huyết. Trong 6 tháng tới, chị sẽ đọc mỗi tháng một cuốn sách, bên cạnh đó áp dụng kiến thức đã học vào để phát triển bản thân theo ba gốc cũng như tham gia phụng sự các lớp đã học. Tham gia rèn luyện bản thân lên kế hoạch chạy 1.000 km trên năm. Chị Dung cũng chia sẻ, trong thời gian 3 tháng tiếp theo sẽ nỗ lực cùng con tham gia lớp học giờ đọc hạnh phúc để vun bồi đạo đức, nghị lực, trí tuệ cùng con, tích cực lan tỏa văn hóa đọc đến với mọi người. Với anh Thanh Bình, anh sẽ áp dụng sự tự học vào trong học ngoại ngữ. Anh Bình tâm niệm, không cần phải học nhiều kiến thức cùng một lúc, chỉ cần học đúng và áp dụng những cái đã học vào thực tế. Còn với chị Vũ Thị Phương, sẽ áp dụng sự tự học để hoàn thiện nhân cách bản thân, hướng thiện và có ích cho cộng đồng nơi chị đang sinh sống. Ngoài ra, chị Phương cũng áp dụng phương pháp tự học để học tiếng Anh. Còn đây là quả vàng của chị Vũ Long.
lên kế hoạch lan tỏa từ 3 đến 5 người mỗi ngày, thực hành lòng biết ơn, sửa mình để làm gương cho con và cùng con nạp thức ăn cho não mỗi tối trước giờ đi ngủ. Với hộ 56, cũng đưa ra cho cả hộ một kế hoạch để gắn kết các thành viên trong 6 tháng tới như sau. Tiếp tục duy trì thói quen đọc sách, đúc kết sách, tôi luyện bản thân để phát triển ba gốc, rèn luyện thể thao đều đặn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hái những quả chín đỏ ngọt lành. Thành tựu đầu tiên đầy tự hào đến từ chị Xuân Ly, không phải là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, không phải là người có sức mạnh phi thường, nhưng với sự tập trung cao độ, quyết tâm, chị đã hoàn thành chạy bộ 42 km trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ. Quả là một thành tích đáng ngưỡng mộ đúng không nào? Quả đỏ tiếp theo là từ một bài thơ đến từ chị Minh Nguyệt. Một quả đỏ nữa đến từ gia đình chị Kiều Vân Anh đã xây dựng được văn hóa đọc cho gia đình, cùng con đọc sách mỗi ngày. Cả mẹ và con đều đọc sách sâu hơn, có kiến giải, có phân tích, ứng dụng vào cuộc sống. Cả gia đình cũng chú trọng việc cho con ra ngoài chơi cùng thiên nhiên để tập quan sát và lắng nghe, giảm thời gian dùng điện thoại. Một tủ sách gia đình cho các bạn nhỏ trong xóm được trung tâm huyết gây dựng. Và quả đỏ mà cả hộ gặt hái được đó là tinh thần yêu thương, nâng đỡ và đoàn kết lẫn nhau, cùng nhau đọc, đúc kết sách vào 4 giờ 30 sáng 3 năm 7 hàng tuần. Cả hộ đều nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao. Hộ 56 với thông điệp gieo tri thức, gặt niềm tin, người đi trước thắp đuốc người đi sau, quyết tâm để lan tỏa hành trình. Rèn tâm vững vàng, quyết tâm. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Sau đây em xin nhờ chị Hảo chữa giúp phần sơ đồ của hộ em, gồm 2 sơ đồ. Để em chờ xíu và để em chiếu lại. Dạ đây, đây là quá trình chuyển hóa ạ. Nó gồm quá trình chuyển hóa gồm 5 cấp độ: học, hiểu, hành, thành và hiến. Em xin nhờ chị Hảo chữa giúp ạ. Chưa có nhiều cái sơ đồ này. Dạ, em chưa. Em vừa tắt. Dạ đây ạ. Đó, đây chính là cái sơ đồ mà khi nãy em có nói học, hiểu, hành, thành và hiến. Thì cái này nó là cái sơ đồ về chuyển hóa về mặt nhận thức của chúng ta, tức là những ý thức về việc là nó sẽ có 5 cấp độ: học, hiểu, hình thành được một cái gì đó, có một cái tổ chức, một cái đặc biệt gì đó, sau đó mình sẽ đi cống hiến và mình sẽ đi phục sự. Thì năm cái này nó không có tách rời với nhau, nó sẽ không có những người thì đi từ cái lớp từ cái chắc, nhưng mà về cơ bản thì 5 cái này nó luôn luôn có mặt trong nhau rồi. Ví dụ như là trong cái hành trình anh chị em mình đi là chính quyền Việt Nam là cùng tham gia hành trình văn hóa đọc sách Việt, thì thông qua cái quá trình phục sự thì anh em được học hành nhiều hơn. Thì về cơ bản cái này nó là một cái tiến trình, đúng rồi, nó là một quá trình chuyển hóa của con người. Và mình có thể viết được ở dưới góc độ đó là những cái bước như thế này cũng được, hoặc là ở trong cái vòng tròn hướng tâm cũng được, hoặc là cái vòng tròn mà nó có hình mũi tên để mang tính chất quy hồn của người. Đặc biệt là về cái nhân cách của cốt lõi, thì thông qua quá trình phục sự thì mình sẽ học tập được những cái, thông qua quá trình phục sự thì mình vừa hình thành nhân cách cốt lõi thì mình vừa thực hành một cuộc sống. Có một cái điều về cái phần hiến tặng và phục sự thì mình sẽ hình dung ra là
cho dù chúng ta không tham gia vào một quá trình hiến tặng chủ động, thì sự tồn tại của chúng ta cũng vẫn là một quá trình, một cái tiến trình hiến tặng bị động mà chúng ta không hề biết. Ví dụ như khi chúng ta thở ra khí carbonic thì nó chính là chất liệu để cái cây nó quang học. Cái chất thải của con người chúng ta nó cũng chính là cái chất dinh dưỡng của các loại cây. Sau khi chúng ta chết, chúng ta về với đất mẹ thì cơ thể của chúng ta cũng là thức ăn của vi sinh vật. Cứ mỗi một hành động của chúng ta sẽ luôn luôn có một tác động đến môi trường, nên chỉ cần mình ý thức về sống một đời tích cực, ít lợi cho bản thân mình và nghĩ nhiều cho lợi cho cái nguồn lực bên ngoài, thiên nhiên, loài động vật và con người. Thiên nhiên nó là quá trình cống hiến, quá trình cống hiến mà rất là hoàn thiện, mình sẽ cho đi nhiều hơn và hoàn thiện dần. Thì đó là cái cách mà em Thảo học tiểu hành. Và mình đừng bị mặc cảm về chuyện rằng mình đã có gì để cho đi và mình đã đến được cái bước thành này chưa. Tức là mình ý thức về việc là mình sẽ có một điều gì đó để lan tỏa. Thì chúng ta hiểu là chúng ta sẽ luôn luôn có rất nhiều thứ để lan tỏa. Nếu nó chưa phải là một cái hình tượng đẹp, một hình tượng mẫu mực, nếu nó chưa phải là một nhân cách tinh hoa, nếu nó chưa là một tuyệt chiêu, ít nhất mình cũng có sức. Thì rất là biết ơn cái biểu đồ. Dạ, cảm ơn cô Hảo đã nói rõ hơn về các năm bước này của hội em và đã chữa vào tập cho hội em, và còn một sơ đồ nữa em nhờ cô Hảo chữa giúp nữa để hội em hoàn thiện hơn. Trong năm chúng ta đã có biểu đồ này và ok, đây là cái biểu đồ mà em muốn chia sẻ với cả nhà mình này. Ở đây là vòng tròn đồng tâm, thì mình hiểu vòng tròn nhỏ nhất sẽ là vòng tròn cốt lõi nhất của hệ, đúng không anh Trung? Nếu mà vòng tròn nhỏ nhất sẽ là vòng tròn cốt lõi nhất, đúng không? Dạ đúng chị. Dạ. Rồi thì ok, ở đây của chúng ta có vòng tròn bên ngoài báo chí, mạng xã hội, tức là sách, tất cả những cái gì là gọi là về cái kênh thông tin của mình, đúng không? Báo chí, mạng xã hội và kênh truyền thông thì nó là cái vòng tròn ngoài cùng, tức là những cái văn ở ngoài cùng. Vậy thì cái vòng thứ hai này có phải là trải nghiệm không? Thì theo như em Hảo, vòng thứ hai này nó sẽ là thầy, sách và bạn, tức là cũng là thông tin từ bên ngoài, nhưng mà cái data này chất lượng hơn. Và tiếp theo đó, nó là cái tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết, thì nó là cái tiến trình học tập của tâm thức, của tâm thức. Thì em nghĩ là nó ở vòng tròn số 3. Còn cái trải nghiệm thực tế của mình ấy, bài học được rút ra thông qua việc là trải nghiệm trên cả thân và tâm, thì nó chính là vòng tròn cốt lõi. Mà ở trong Phật giáo thì không sử dụng từ trải nghiệm mà sử dụng từ chứng nghiệm, tức là trực tiếp chứng nghiệm trên thân. Ví dụ này, mạng, báo chí, xã hội nó nói rằng là báo chí và xã hội nó nói rằng nước sôi là ở nhiệt độ 100 độ C và có khả năng gây bỏng. Thì đây chính là cái vòng ngoài. Nhưng mà sách thầy bạn này, sách tinh hoa của thầy, người thầy đã trải nghiệm chuyện này rồi, nó bỏng thật đấy con ạ, là nó rộp lên đấy. Bạn nói rằng nó bỏng thật đấy cậu ạ, nó rộp lên đấy, nó phồng lên đấy. Quên nó nhiều trẻ con nên hơi ủ. Thì cái vòng tròn thứ hai là vòng tròn thầy sách bạn, tức là những người mà đã đi trước rồi, có kinh nghiệm rồi, họ chỉ cho mình, họ là những người đã thực hành rồi. Và vòng tròn thứ ba là quan sát, phân tích, đúc kết, tức là mình quan sát nhiều cái thông tin đa chiều và mình thấy rằng ồ, thầy có vết sẹo này là do bỏng đấy con ạ, ồ em xem vết sẹo của thầy nào. Thì đấy là quan sát, phân tích và mình đúc kết, cuối cùng trải nghiệm, hò tay vào nước sôi biết ngay. Đúng không? Thì đối với cái phương pháp tự học thì trải nghiệm sẽ là cái lõi trong cùng. Và nếu mà cái sự quan sát, phân tích và cái sự thu thập thông tin ở trong thì cái trải nghiệm bên trong nó càng đỡ đau xót hơn. Đó là ok em sẽ thử, nó đến đâu là cùng thôi. Thử nhiệt độ 60 đến 70 độ C là cùng thôi, chứ không cần phải đến 100 độ C nữa. Thì cái trải nghiệm mà mình gọi là cái chứng nghiệm hoặc gọi là kinh nghiệm thực chứng trên thân,
kinh nghiệm thực chứng trên thân, tức là mình trực tiếp làm cái chuyện đó là, thì được gọi là vòng tròn cốt lõi. Thì đấy là theo cái đúc kết của em Hảo, theo cái bốn vòng tròn tự học thì là như vậy. Dạ. Thì cả nhà mình hoàn toàn có thể là nhà mình cứ kaizen lại, bởi vì rất có thể rằng là có những người là đi từ thông tin này và đi thẳng vào trải nghiệm luôn cũng được, sau đó đi từ sách rồi mình cũng sẽ lại đi về trải nghiệm thôi. Rồi quan sát phân tích đa chiều mình cũng vẫn phải đi về trải nghiệm thôi, đúng không? Thì mình hoàn toàn có thể biểu diễn cùng cái cách này của nhà mình, thì mình sẽ biểu diễn lại, ví dụ như là cái trải nghiệm này mình để vòng tròn ở lõi bên trong đi, sau đó là có bốn cánh bên ngoài và nó đều có cái hướng, nó là đi vào bên trong phần trải nghiệm. Báo chí, mạng xã hội này nó là một kênh thông tin thôi cả nhà, nó là một kênh thông tin, nhưng mà tại sao anh Trung và xóm năm chúng ta để ngoài cùng, bởi vì là nó có khá nhiều là thông tin rác. Việc thông tin tinh hoa và thông tin rác ở ngoài này thì cái tỷ lệ của nó là 1:9, tức là rất ít thông tin tinh hoa ở trên báo chí và mạng xã hội, đa phần nó thuộc vào quan điểm cá nhân tại thời điểm đó. Nhưng sách thầy bạn thì nó khác, sách và thầy là sự đúc kết kinh nghiệm của họ một thời gian rất dài. Ai đã được làm thầy là những người họ đã trở thành chuyên gia của lĩnh vực đó, nên thông tin này, data này chất lượng hơn. Đặc biệt này, cái gì đã được viết thành sách thì nó thông qua sự, người mình gọi là sự thẩm duyệt của những người có chuyên môn. Cái thứ hai là sách là sự đúc kết của kinh nghiệm. Đó, thì em nói là báo chí là thông tin chuyên sâu, nhưng mình hiểu rằng báo chí bây giờ nó không có giống như báo chí ngày xưa, đúng không ạ? Báo chí của mình nó không có giống như báo chí ngày xưa, nhà nào cũng viết báo được, nhà nào cũng làm báo được. Và kể cả báo thì ít khi mà nó đưa ra thông tin về một vấn đề mà ở một góc độ rất chuyên sâu, tức là nó rất ít, nó rất là ít. Thì mình hình dung là báo chí và mạng xã hội nó là cái vòng tròn bên ngoài, bởi vì ở đây anh em không có nhắm tới báo chí chuyên sâu, một tạp chí chuyên sâu nào cả, mà em đang hiểu rằng xóm năm đi những data mà mình có thể tìm được trên tất cả các kênh thì nó rộng, nó to, nên là mức độ với lượng, mà chất so với lượng thì tỷ lệ nó ít, còn sách thầy bạn đó, thì chất so với lượng thì tỷ lệ cao hơn, thì mình lại để cho nó vòng tròn ở bên trong. Trong bài báo chúng ta có thể đọc hàng trăm tờ báo, nhưng nó là cái vấn đề quan sát đa chiều, nhưng khi chúng ta đọc được một cuốn sách thì nó sẽ có độ sâu hơn rất nhiều. Đã, thì em đang không có nói, em đang nói không có nói về tiểu số cả nhà, tức là chị đang nói rằng là có những báo và tạp chí chuyên ngành rất giá trị, đúng không? Đúng rồi, nhưng em đang nói là cái về cái chất của nó so với cái lượng lớn á, cái lượng lớn thì nó quá ít. Mọi người hiểu ý của em Hảo không ạ? Là cái năm vòng, bốn vòng tròn này nó đang nói về cái việc đó, là cái việc đó là cái sự tinh hoa đi dần vào trong. Thì có những người đọc rất nhiều, đọc vô cùng nhiều, nhưng về cái trải nghiệm họ ít, và cái việc tham khảo để tìm ra một người thầy hiền trí của họ cũng ít nha. Ví dụ em nói này, ví dụ như cái mảng, đúng rồi, thì cái mảng mà chọn báo chí, em hiểu là sẽ có rất là nhiều các cái chất lượng, nhưng em đã nói về cái mảng chất và lượng thì tỷ lệ nó ít. Còn ví dụ như cái thằng trải nghiệm hay thằng quan sát phân tích này, thì nếu mình là một người có năng lực quan sát phân tích đúc kết tốt thì dù data nó đi vào nó ít, nhưng mình vẫn có thể chọn được ra lõi. Và vì mình có năng lực quan sát phân tích đúc kết nên mình rất biết cách chọn cái thông tin đầu vào. Còn nếu một người rất là ham đọc nhưng không có năng lực quan sát phân tích đúc kết và không trải nghiệm trên thân, thì toàn bộ những cái thông tin của họ, cái data đấy, nó cũng không trở nên chất lượng và không thấm được vào người trong mình. Thì đây là cái phương pháp tự học, cái vòng tròn tự học thì nhiều tinh hoa nhiều hơn, hay là ở đâu thì lợi lạc sẽ hiểu hơn, tùy vào cái kênh mà mọi người học. Nhưng đang là cái cách học đó, phương pháp mà mình đang hỏi cái phương pháp nha. Đã, thì cảm ơn hộ 56, cảm ơn nhà số hộ số 5 của nhà mình nha. Dạ, biết ơn cô Hảo đã chia bài tập cho hộ em ạ. Dạ. Sớm 5 cô học.
Sau khi cô Hảo chia sẻ xong thì em cảm thấy là cái việc trải nghiệm mà chứng thực nó rất là quan trọng và nó cần nằm trong lõi. Dạ, biết ơn cô Hảo rất nhiều về cái phần chữa bài tập. Em xin dừng tại đây ạ. Ok. Nhà mình có 6 năm chưa chia sẻ. Dạ, còn phòng 3 thì em xin phép được phòng 3 sẽ có thể tự xin chiếu hoặc là ban tổ chức sẽ hỗ trợ ạ. Vậy là mình bị lệch thứ tự một chút đúng không? 2, 4, 1, 3, 5. Dạ thì mình hiểu cái cách vòng tròn của lõi thì mình hiểu cái nào là mình nhìn vào vòng tròn lõi là mình sẽ hiểu được cái nào là cái tắc của 80-20. Dạ em đang thấy có chị Trang Trang của hội 41 cho tay mà chị vẫn muốn chia sẻ ạ. Xin chào cả làng K3, mình xin chào chuyên gia Minh Hằng. Hôm nay hội 41 xin được đại diện xóm 3 chia sẻ cái kết quả của tuần 6. Xin mời mọi người cùng xem chia sẻ của hội. Thận trọng suy xét không nhầm, bước qua đúc kết trọng tâm vấn đề. Bận rộn dù có trăm bề cũng phải biết được lời thề từ tâm. Đó là bước bốn thầm thầm, cái gì phù hợp nhân tâm bản thân. Bước năm trí tuệ chân nhân, nơi thầy hiền trí già chân tỏ thương. Ta cũng đừng vội xem thường lời khuyên góp ý người thương quanh mình. Bước sau suy nghĩ lặng thinh, ta cần quyết định đời mình ra sao. Hành động không hề đốn đau, chuyển sang bước bảy sát sao từng ngày. Nhìn nhận đánh giá lại ngay, không để chậm trễ lung lay tinh thần. Đó là bước tám chuyên cần, ta phải xem xét tinh thần ra sao. Đúng sai tốt xấu thế nào, bước chín điều chỉnh sát sao lại liền. Trí tuệ rộng lớn vô biên, đi theo chín bước an nhiên khó thương. Dù đi trăm nẻo vạn đường, lòng ta luôn nhớ đến trường hiện. Dọn dù có trăm bề cũng phải biết được lời thề từ tâm. Đó là bước bốn thầm thầm, cái gì phù hợp nâng tầm bản thân. Bước năm trí tuệ chân nhân, nơi thầy hiền trí già chân tỏ thương. Ta cũng đừng vội xem thường lời khuyên góp ý người thương quanh mình. Bước sau suy nghĩ lặng thinh, ta cần quyết định đời mình ra sao. Sang bước bảy sát sao từng ngày, nhìn nhận đánh giá lại ngay, không để chậm trễ lung lay tinh thần. Đó là bước tám chuyên cần, ta phải xem xét từng phần ra sao. Đúng sai tốt xấu thế nào, bước chín điều chỉnh sát sao lại liền. Trí tuệ rộng lớn. Xin kết thúc phần trình bày của mình ạ. Dạ, 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 dạ,
tiếp tục thực hành của xóm 3 rất là hay, đúng không ạ? Rất là mạnh, có các cái hành động rõ ràng cụ thể, có các chương trình đọc sách, có các chương trình rèn luyện bản thân, sống tích cực. Chia sẻ của xóm 3 thì cũng kết thúc luôn cái chương trình chữa bài của nhà mình ở đây. Nhà xóm 3 thì là em được xem ở trong phần trình bày của trong Zoom nhà, và cả nhà mình thấy rằng là khi mà tất cả mọi người cùng tổng hòa vào với nhau thì mình cảm thấy có năng lượng hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta lần lượt xem cái bảng kế hoạch hành động của từng thành viên trong hộ 41 thì nhà mình sẽ thấy rằng là mình thấy có năng lượng hơn và tự nhiên mình cũng muốn làm điều đó. Nên đội nhóm là rất quan trọng. Vì vậy nên là cả nhà mình sẽ cố gắng hành động xác quyết, đặc biệt với nhà 41 và tất cả các cái nhà mà mình đã có cái bảng hành động của mình rồi ấy, thì cái nguyên tắc là kỷ luật với chính mình và trung thực với tận cùng. Đấy là hai bí quyết để cho tất cả những cái kế hoạch của mình trở thành hiện thực. Còn nếu mình không có hai điều kiện này thì hầu như không có kế hoạch nào được lập ra hết. Kỷ luật với chính mình tức là không có bất cứ một lý do nào cả. Mình muốn thức dậy sớm để mình tập thể dục, nhưng mà mình nói rằng là sáng nay mình đau đầu quá, của hôm qua mình đi học đi ngủ muộn quá. Vậy thì không sao, cứ dậy đi, làm xong cái việc này á, rồi ngủ tiếp hay nghỉ tiếp thì tùy, làm gì cũng được. Thì đó gọi là kỷ luật với chính mình. Còn trung thực đến tận cùng ấy, thì hãy xem là mình đang đau thật hay mình đang viện cớ. Nó có thực sự đau đến độ mà mình phải nghỉ không? Cái lý do này mình có thể sắp xếp được không? Ví dụ như em học ngày hôm nay em Hảo di chuyển rất nhiều nên em Hảo không tập thể dục được chẳng hạn. Thì đấy là mình đang thực sự là mình viện cớ hay là mình trung thực, bởi vì trung thực đến tận cùng tức là mình không có tìm bất cứ một lý do nào để biện hộ. Ví dụ như bài tập thể dục của em Hảo chỉ là 2 km thôi, tức là 15 phút. Nếu chỉ có 15 phút mà em Hảo không lách được thì mình phải hỏi câu hỏi đấy là có thực sự là ngày hôm nay em Hảo không có bất cứ 15 phút nào rảnh rỗi hoặc 15 phút vô ích nào không, đúng không ạ? Ngày hôm nay em Hảo có 15 phút nào vô ích không? Em Hảo nói không, em chẳng có 15 phút nào vô ích cả. Em chạy từ lúc mở mắt ra cho tới lúc đi ngủ, không hề có bất cứ 15 phút nào để em nghĩ vô hay check Facebook cả. Thì ok, như thế là em trung thực với chính mình. Nhưng rõ ràng là vẫn có những khoảng 15 phút em Hảo ngồi đơ ra, hoặc có những khoảng 15 phút em Hảo check, thì mình phải kỷ niệm rằng anh thực sự nghiêm túc và đặt cái vấn đề này là vấn đề hàng đầu mình phải giải quyết. Nên là mình trì hoãn nó, chứ không phải là mình không có thời gian để mình thực tập nó. Cũng là hai cái thì em xin gửi cái lời nhắn nhủ này từ tất cả những anh chị em nhà mình đã có bản kế hoạch hành động nha. Mình phải làm tới tới cùng thì thôi, làm thì làm, đúng không? Làm thì làm tới tới mà không thì nghỉ chơi, mất cái mất, mình gọi là mất cái uy tín của chính mình, mình không còn niềm tin ở chính mình nữa. Là đến lúc mà mình bảo rằng cố lên đi, mình làm được mà, nhưng mà thằng tiềm thức nó không cho phép mình làm rồi, bao nhiêu lần nữa thì có làm được đâu, đúng không? Chính mình không đặt niềm tin vào chính mình thì mình không bao giờ làm được điều gì diệu cả nha cả nhà. Rồi thì biết ơn cả nhà mình. Bây giờ là 7:13 rồi, nó là chủ nhật nên là chúng ta nên kết thúc Zoom sớm một chút. Và cảm ơn 137 anh chị em nhà mình vẫn còn đang ngồi từ phòng Zoom này, và mong rằng là chúng ta nếu mà có bài học gì hay mà chúng ta được ngồi lại thì chúng ta sẽ chia sẻ với những người mà phải rời sớm nha. Chị Hảo ơi, mình còn một phần mở rộng của phòng 4 nữa, mình chưa có chia sẻ. Mình phòng khác đều có chia sẻ phòng mở rộng luôn nhé. Thì em có thể xin phép được mời anh chị phòng 4 đại diện chia sẻ phòng mở rộng. Còn đời hứa đối với phòng 4. Được ạ. Ok, cảm ơn đối với phòng 4. Em xin lỗi cả nhà nhé. Dạ, xin mời hộ 4445 có thể chia sẻ ạ. Chia sẻ slide đúng không? Dạ
Dạ dạ, xin được mời cô Mỹ Anh ạ. Vâng, xin chào thủ lĩnh Minh Hảo và tất cả các anh chị em chúng ta bây giờ còn ở trong phòng Zoom. Có lẽ là chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự hiện diện của chúng ta đến thời điểm này ạ. Vâng, Thanh rất là ngưỡng mộ bởi vì ai cũng có những công việc riêng, nhưng mà nhìn thấy năng lượng rất là đủ đầy của các thành viên hiện cũng đang ngồi, hơn 100 thành viên đang ngồi trong Zoom như thế này. Thanh rất là nhiều cảm xúc ạ. Và bây giờ Thanh xin được thay mặt cho hộ 44 và 45 để chia sẻ cái quả ngọt của hộ, của hai hộ đấy. Tuy nhiên là hình như là chưa có hot thì chưa cái xe được chia sẻ được slide đúng không ạ? Dạ, chia sẻ bình thường quá ạ, cô thử chia sẻ đi ạ. Dạ. Chỉ cần chia sẻ bình thường thôi ạ, không cần slide đúng không ạ? Vâng, thế thì... Ý em là bây giờ cô có thể chia sẻ slide được rồi ạ, không cần hot cũng chia sẻ được ạ. Tức là được quyền chia sẻ rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Thanh sẽ chia sẻ ngay ạ, chờ Thanh ít giây nhá. Hộ Thanh lại là chốt cuối hả? Đang bị trục trặc về thiết bị một xí. Vì Thanh cũng đang vừa mới nhận được là sẽ chia sẻ đấy, cho nên là cũng bị động về cái chuẩn bị này. Chờ Thanh vài giây nhé. Dù biết rằng là cả nhà mình và Thanh cũng đang chuẩn bị để về quê vì mẹ đang nằm ở phòng cấp cứu. Hoặc là cô Thanh có thể gửi slide. Cả nhà đã thấy không? Thanh chờ Thanh vài giây nữa thôi vì Thanh đang kết nối thiết bị, sẽ có ngay bây giờ đấy. Dạ. Cả nhà đã thấy slide chưa ạ? Alo? Nhà mình đã thấy slide chưa ạ? Thấy rồi, cô Mỹ Thanh ơi. Rồi. Quá, chào. Dạ vâng. Chào, xin chào cả nhà. Trước hết là Thanh rất vui được đại diện cho hai hộ 44 và 45 chia sẻ những quả ngọt của gia đình chúng tôi. Trước hết là có lẽ rằng là một cái điều đầu tiên mà Thanh muốn chia sẻ đó chính là cái lời tri ân từ ban tổ chức của chương trình liên quan đến dự án cùng với rất nhiều để có được cái hành trình như này, giá trị như này thì đó là cái sự phụng sự của rất nhiều các thành viên trong ban phụng sự cũng như là các thành viên trong ban cán sự và sự vượt thoát của các thành viên trong hai hộ chúng tôi. Đấy chính là điều đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ. Có thể nói rằng đấy là quả ngọt mà chúng tôi cảm thấy là mình rất tự hào về điều đó. Bởi vì để có được một cái hành trình từ những con người chưa gặp nhau bao giờ, và mỗi người thì ở những cái điểm xuất phát rất là khác nhau, tuy nhiên là chúng tôi đã đến với nhau cho đến thời điểm này và quyết tâm sẽ nắm tay nhau đi đến cuối hành trình, thì có thể nói rằng là cái chiến thắng đầu tiên đó chính là cái quả ngọt đầu tiên, đó là quả ngọt từ chính cái sự vượt thoát của bản thân, chiến thắng chính bản thân, vượt ra khỏi cái ngưỡng an toàn của chính mình để sống tỉnh thức. Và đó là lý do mà chúng tôi chọn cái chủ đề để chia sẻ về quả ngọt chúng tôi, đó chính là nâng tầm tự học. Có lẽ rằng là tất cả chúng ta bắt đầu từ mẫu giáo thì chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Và cho đến bây giờ chúng ta đã học trên cái hành trình dài. Tuy nhiên là ở đây chúng tôi thấy rằng với cái hành trình này, chúng tôi đến với hành trình này có một, nó là một cái dấu mốc rất là quan trọng. Chúng tôi nâng tầm bản thân bằng chính cái nâng tầm tự học của mình. Và ở đó chúng tôi sẽ nâng tầm, để nâng tầm được tự học thì trước hết là chúng tôi sẽ nâng tầm về xác định mục tiêu của việc tự học. Học để làm gì?
học để mở rộng thân tâm trí, học để mở rộng để đi sâu vào cái trái tim và cái khối óc của mình. Tóm lại đó chính là học để mà mở rộng cái trí tuệ của mình. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ nâng tầm trong việc là phương pháp học, trong phương pháp học. Với tất cả những gì có, chúng tôi đang có, những cái quả ngọt chúng tôi đang có, thì cái phương pháp học đó chính là chúng tôi hướng đến. Và nhờ có phương pháp học nên là chúng tôi đã vượt ra khỏi cái ngưỡng an toàn của bản thân. Cái thứ ba đó là nâng tầm về chọn sách. Và cuối cùng đó là đích đến. Tức là chúng tôi không chỉ học để cho biết, không chỉ học để hiểu, mà học để làm được. Và không chỉ học để làm được cho chính mình, mà còn lan tỏa cho các cái thành viên xung quanh, cho cộng đồng rộng lớn hơn. Và đó chính là cái chủ đề mà chúng tôi đã chọn. Và xin được chia sẻ với các bạn là với một cái tinh thần đấy thì chúng tôi đã xác định một cái tâm thế là chúng tôi vượt qua được một cái tư duy hạn chế, đó là chúng tôi chưa đủ giỏi. Vậy cho nên là mỗi thành viên chúng tôi đã lấy một cái tấm gương khát khao về sự học suốt đời của vị cha già nước Mỹ, đó chính là Plenlin chúng ta đang nhìn thấy ở trên slide. Và chính hình ảnh này đã truyền được động lực cho tôi, cho chúng tôi, không chỉ là những cái câu chuyện liên quan đến là làng văn hóa Ca Ba chúng ta, mà đó là những cái câu chuyện liên quan đến tấm gương của vị cha già nước Mỹ. Và chính bởi vậy đây là một cái động lực thôi thúc chúng tôi cần phải thực hành cái nâng tầm cái tự học của mình. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã, tối hôm qua chúng tôi đã như là một gia đình, mỗi một thành viên như là một người con trong một gia đình lớn của gia đình 44 và 45, chúng tôi đã chia sẻ những cái đúc kết, những cái quả ngọt mà chúng tôi đã có trên cái hành trình này. Đó chính là những cái đúc kết bằng sơ đồ hóa để giúp cho bản thân sẽ thẩm thấu được tốt hơn những cái giá trị từ các cuốn sách tinh hoa và những cuốn sách chuyên sâu về chuyên môn mà chúng tôi đọc. Thứ nữa là chúng tôi, hội chúng tôi thì là đó là các cái thành viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên là hôm qua thì chúng tôi chia sẻ cái quả ngọt mà ứng dụng trong cái giảng dạy của nhà trường về cách là ghi lại những cái ý chính, những cái ý chạm thông qua cái sơ đồ tư duy để phát triển hai cái bán cầu não và bán cầu trái như thế nào. Chúng tôi cũng chia sẻ những cái quả ngọt về hoạt động các cái đội, các cái ở cái trường mà các em còn rất là nhỏ. Ở đấy các em dường như là còn rất là thơ ngây. Vấn đề mà xác định được cái mục tiêu thì rất là khó, và chính bởi vậy cho nên là cô giáo ở trong nhóm chúng tôi thì đã đưa cái hành trình, đưa cái quả ngọt của hành trình đến với các em học sinh ở cái trường chúng ta đang dạy như nào. Và trên đây thì các bạn đang nhìn thấy những cái hình ảnh rất là dễ thương từ cái quả ngọt mà cô giáo ở nhóm chúng tôi đã lan tỏa. Thứ nữa đó là cái hành trình mà các em đã vượt lên chính mình để thực hiện cái quả ngọt và lan tỏa cho các cái thành viên khác. Và cũng tương tự như vậy thì chúng tôi đã thực sự là thực hành cái sơ đồ hóa mà thủ lĩnh Minh Hảo đã chia sẻ trong cái bài giảng của chúng tôi ở các cái lớp. Và ở đây chính là những cái kế hoạch trong tương lai mà chúng tôi, trong tương lai gần đấy mà chúng tôi sẽ thực hiện. Và thưa các bạn, với tất cả những gì mà chúng tôi, vì thời gian còn rất là ít cho nên chúng tôi xin được, Mỹ Thanh xin được chia sẻ một cách rất là vắn tắt như vậy. Và trên đây thì các bạn đang nhìn thấy hữu hình hóa những cái thành quả mà chúng tôi đã chia sẻ tối hôm qua. Và các bạn thân mến, trên đây là những hình ảnh rất là dễ thương, những cái gương mặt rất là tràn đầy năng lượng. Và để có những cái hình ảnh này, chúng ta thấy rất rõ đó là sự thay đổi, sự chuyển đổi rất là tuyệt vời từ trái tim của các thành viên đến từ hai hội chúng tôi. Và chúng tôi cam kết là sẽ nắm tay nhau đi đến cuối hành trình, sẽ vượt qua những cái rào cản về cái tôi của cá nhân để chúng tôi thực sự là những cái thành viên lan tỏa quả ngọt của cái dự án hành trình lan tỏa hành trình văn hóa đọc ở Việt Nam chúng ta. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và thực sự từ tận đáy lòng rất tri ân ban tổ chức của dự án, rất tri ân sự phụng sự của các cái thành viên, và chúc tất cả chúng ta có một ngày mới tuyệt vời, chúc tất cả chúng ta sẽ luôn luôn chuyển hóa, bởi vì chúng ta đã hiểu rõ rằng là sự học
là suốt đời, không lúc nào chúng ta dừng lại. Có như thế thì chúng ta mới thấy là con đường đi chúng ta rất là an yên, rất là thanh thang và giá trị chúng ta rất là tuyệt vời. Phải không các bạn? Một lần nữa, rất là cảm ơn các bạn. Rất là trân trọng sự biết ơn của cả nhà. Em xin cảm ơn cô Mỹ Thanh và hội 445, những quả ngọt rất là đáng yêu, đúng không ạ? Vậy thì cả nhà mình ở đây chúng ta còn 115 người. Chúng ta sự sẽ dành ra một phút chúng ta ngồi im và tác ý để cho mẹ của cô Mỹ Thanh được khỏe mạnh và bình an, cả thân cả tâm, đúng không ạ? Đặng cả nhà mình cùng ngồi và tác ý nha, gửi đến một lời nguyện cầu trong tâm cho tới mẹ của cô Mỹ Thanh và cho bố mẹ của chính chúng ta trong gia đình mình, được không ạ? Thì ban tổ chức có thể cho xin một bản nhạc nhẹ nhẹ cũng được, chỉ cần một phút thôi. Chúng ta đang ở đây để gửi đến một lời tác ý tới mẹ của cô Mỹ Thanh và tới tất cả trẻ mẹ của thầy sư như chúng ta. Nguyện cho tất cả bố mẹ đều có được đời sống an lạc cả thân và an lạc cả tâm, sống một cuộc đời có ý nghĩa để không sợ già, không sợ bệnh và không sợ chết. Biết ơn tất cả những mình, cảm ơn tất cả. Rồi. Rồi, xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới cô Mỹ Thanh cùng toàn thể gia đình nha. Mỹ Thanh nhau vô cùng biết ơn ạ, rất là biết ơn, vâng, tuyệt vời quá, dạ. Thầy rất là cảm động ạ. Dạ, hôm nay thì cũng là ngày giỗ của bà nội em Minh Hảo và anh em chị Tuệ Việt Nam cũng về tới đây rồi. À, thế và bây giờ cũng sẽ có một thời đọc kinh để cầu siêu cho bà và cầu an cho mọi người trong gia đình. Nên là em Hảo xin phép được dùng phòng riêng nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Dạ em xin cảm ơn những chia sẻ của các hộ và chia sẻ của chị Minh Hảo đến cho các thành viên hộ mình. Thì anh chị nhà mình có thể bật mic lên để chào chị Minh Hảo cũng như là các thành viên mình chào nhau nhá. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha, tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức tất cả mọi người. Chào cả nhà, tuyệt vời quá. Chúc chúng ta luôn thật nhiều năng lượng để vượt qua tất cả thách thức của cuộc sống ạ. Sushmana Hari 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 Prana Bana Sushmana Hari 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 Hari
hari hari har hari har hari har hari chị, các thầy cô, chúng ta còn ở lại đến tận bây giờ để lắng nghe những quả đỏ của các hộ. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể xem lại hoặc là xem thêm các sản phẩm của hộ khác trên Facebook ạ. Mong các anh chị nhà mình có thể hoan hỉ khi mà thời gian của chúng ta bị ngấu rất nhiều. Mọi người vẫn tham nhẫn để lắng nghe. Cả nhà mình cùng bật mic lên để chào nhau nhạc. Chúc cả nhà mình có một cuối tuần vui vẻ và có một tuần mới thật là năng lượng ạ. Em xin kính chào các thầy cô, các anh chị ạ. Xin chào cả nhà. Yeah. Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà lần hai ạ. Bạn là Thanh Minh, xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại Dũng sau với rất nhiều năng lượng được hội tụ ạ. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Em xin phép được tắt Zoom ạ.